Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển, đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Lương Phong và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi nữ huyện Hiệp Hòa năm 2021. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Lương Phong trong trang phục áo đỏ phía gần này các bạn, và các cầu thủ của Hiệp Hòa các cầu thủ của Hoàng Lương phía xa mà này các bạn. Điểm số bây giờ là 4-3 nghiêng về tuyển Lương Phong. Chắn bóng thành công và chắn bóng rất tuyệt vời của các cầu thủ Lương Phong nâng điểm số của Lương Phong lên 5-3. Trọng tài xác định bóng trong sân. Thêm một điểm nữa cho Lương Phong. 6-3. Bóng ngoài sân. 7-3 cho Lương Phong. Một pha tấn công nữa của các cầu thủ Hoàng Lương, bóng ra ngoài sân. 8-3, khoảng cách 5 điểm, phát xít lên 5 điểm liền của các cầu thủ Lương Phong. Tỷ số bây giờ là 8-3 nên về tuyển Lương Phong. Bóng trong sân rồi. Đưa điểm cho Hoàng Lương. 4-8. Ngọc ơi, để đứng bằng số lên. Ở đây. Bây giờ là phát cái điểm của các cầu thủ Lương Phong. 9-4 cho Lương Phong. Bóng ngoài sân. 10-4 cho Lương Phong. Liên tục dứt điểm của các cầu thủ trẻ Lương Phong. Đúng rồi. Ở đấy cái phong trào đây là một loạt trận đấu các của bảng B. Đi giao lưu hối là đội vui. Loạt trận đấu bảng B gồm 4 đội: Lương Phong, Đoàn Kết, Hoàng Lương và đội tuyển Đồng Tân. Đập bóng tốt, đây là pha ghi điểm rất uy lực của chủ công số 9 bên tuyển ở Lương Phong, nâng điểm số của Lương Phong lên 11-4. Đó là đội tuyển Lương Phong có một sự khởi đầu trận đấu rất tuyệt vời. Đập bóng tốt của Hoài Thu bên tuyển Hoàng Lương. 5-11 cho Hoàng Lương. Bóng không qua lưới rồi. Rất tiếc. 6-11 cho Hoàng Lương. Giờ này chúng ta đã bỏ qua một lỗi của Lương Phong. Bóng không qua lưới. Điểm 12-6 cho Lương Phong. Khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Lương Phong. Cầu thủ đội tuyển là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay.
rồi là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Lương Phong. 7-13 cho Hoàng Lương. Pha tấn công rất đẹp mắt của chủ công số 5 bên tuyển Lương Phong. 14-7 cho Lương Phong. Đá bóng tốt, ngay sau đó là một pha trả lời rất đẹp mắt của Hoài Thu bên tuyển Hoàng Lương. Điểm 8-14 và phạt bóng rất khó chịu, bóng gập lưới và các cầu thủ của Lương Phong đã mất phương hướng cho khó vừa rồi. Điểm 9-14 cho Hoàng Lương. Nhưng vậy, như vậy là trọng tài đã xác định điểm cho Lương Phong trong pha bóng vừa rồi, 15-9. Chấn bóng tốt, 16-9 cho Lương Phong. Tỷ số được nâng lên cho Lương Phong 17-9. Đá bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn ra ngoài sân. Điểm cho Hoàng Lương 10-17. Vừa rồi là pha nhảy đập rất uy lực của chủ công số 9 Anh Nguyễn của tuyển Lương Phong. 18-10. 8-20 đưa về tuyển Lương Phong. Đá bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn và bật vào băng ten. Điểm cho Hoàng Lương 11-18. Bóng không có lưới rồi. Điểm 12-18 cho Hoàng Lương. Phản xạ rất tuyệt vời của anh Nguyên. Điểm cho Hoàng Lương. Ngay sau đó thì Hoàng Lương đã có một pha phạt bóng không qua lưới. Điểm số được nâng lên 19-13. Điểm số bây giờ là 20-13 cho Hoàng Lương. Và đó là trận đấu, đây là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất, đội tuyển Lương Phong thắng đội tuyển Hoàng Lương với tỷ số là 21-13. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Sang trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của Hoàng Lương phía gần mảnh các bạn và các cầu thủ của Lương Phong phía xa mảnh các bạn. Đội bóng tốt ngay thì pha bóng đầu tiên thì các cầu thủ của Lương Phong đã lấy về điểm số đầu tiên của đội mình. Điểm 1-0 cho Lương Phong. Hoàng Lương thế lần nào các bạn. Hoàng Lương và Lương Phong. Tỷ số bây giờ là 1-1. Tỷ số được cân bằng 1-1. Điểm cho Hoàng Lương 2-1.
Xuân. Để bóng tốt. Điểm 2 đều. Vì trong nhà thi đấu này có hai trận đấu đồng thời diễn ra nên là tình trạng bóng sân nọ sang sân kia rất nhiều, rất mong bạn thông cảm. Chắn. Điểm 3-2 cho Lương Phong. Hai công mạnh kia là phải được rào chắn đi. Dính bóng rồi. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Điểm số được cân bằng 3 đều. Điểm 4-3 cho Lương Phong. Bên tuyển Lương Phong không đóng. Thủ công số 14 bên tuyển Hoàng Lương rất tuyệt vời, rất ấn tượng. Với pha đập rất uy lực. Tỷ số cân bằng 4 đều. Set 2 giữa Hoàng Lương và tỷ số bây giờ là 14-12 như tuyển Lương Phong nhé, bởi vì có một cái đoạn giữa là mình máy tự nhiên nó đơ biến đi thế nào. 15-12 như về tuyển Hoàng Lương. Bây giờ là điểm cho trận đầu tiên thì đội tuyển Hoàng Lương đã để thua được. Bây giờ là điểm Hoàng Lương 15-12. Khi mà các cầu thủ của Hoàng Lương tổ chức rào chắn chăm sóc hai hàng công đều mạnh nhất của Lương Phong thì tốt, vẫn còn không được rồi. Tiếc. Điểm 13-15 cho Lương Phong. Bóng ngoài sân. 14-15 cho Lương Phong. 14-15 thì Lương Phong có bóng. Đây là trận đấu cuối cùng của buổi trưa ngày Chủ nhật trong khuôn khổ bảng B. Có không? Không được rồi. Nhìn được rất uy lực của thủ công số 9. Điểm số được cân bằng 15 đều. Tốt. Bóng tốt. Rồi sang trận đấu thứ hai này. Đây phải nói là các cầu thủ của Hoàng Lương chơi rất tuyệt vời. Hai công liên tục phát huy, đặc biệt là thủ công số 14 và số 15 Hoài Thu. Liên tục phát huy những pha bóng rất uy lực. Xong số 14 có pha ghi điểm cũng rất ấn tượng. Tỷ số 17-15. Không kịp rồi. Bóng không qua lưới. 18-15 cho Hoàng Lương. Tốt. Vừa rồi trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm 19-15 cho Hoàng Lương.
sau khi các cầu thủ đặc biệt là phát hiện ra cầu thủ của Hoàng Lương không tốt, phải nói là hai cầu thủ cao nhất của Lương Phong rất chịu khó chăm sóc cầu thủ số 14. Bóng ngoài sân, như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Hoàng Lương thắng đội như vậy không phải. Vừa rồi là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hoàng Lương. Điểm 16-20 cho Lương Phong. Bóng ngoài sân rồi. Còn 3 phát nữa. Tỷ số 17-20 cho Lương Phong. Trận đấu rất kịch tính. Đầu buổi trưa trận đấu rất kịch tính. Bây giờ là khoảng 11 giờ. Lại một pha bóng ngoài sân nữa của các cầu thủ Hoàng Lương. Điểm 18-20. 18 cho 20 Lương Phong. Ai là người giành chiến thắng ở trận đấu này đi? Nếu các cầu thủ của Hoàng Lương giành chiến thắng ở trận đấu này thì hai đội phải chiến đấu trận đấu thứ ba. Ôi giời ơi! Không được rồi. 19-20. Anh còn một điểm nữa cho các cầu thủ Lương Phong. Ôi trời ơi, bóng ngoài sân rồi. Như vậy đến phút này thì hai đội lại phải làm lại từ đầu, phải nói rất tiếc cho các đội, các cầu thủ Hoàng Lương. Số bây giờ 20 nào, dẫn trước 4 bàn, 16-20. Lương Phong có bóng, Tuyển Lương Phong có bóng, bình tĩnh được rồi. Bóng ngoài sân, điểm cho Hoàng Lương 21-20. Bóng trong sân, chính xác lúc này là đứng ngay cạnh đấy mà. Điểm 21 đều. Ở giải đấu này ban tổ chức 21 đều áp dụng xét đấu 21, cách biệt 2 bàn, nhưng đội nào đến điểm số 23 trước là đội thắng. Tốt, bóng tốt. Số 14 có những pha đánh bóng rất hay. Rất tiếc là cầu thủ này mình thấy cảm thấy là ít chạy cứu bóng thôi. Những cái đường bóng tấn công của cầu thủ này rất tuyệt vời. Bóng ngoài sân rồi. Lại 2-2 nào. Đây là điểm số quyết định. Ở trận đấu này thì ở giải đấu này ban tổ chức đội nào đến 2-3 trước là đội giành chiến thắng. Hai tỷ số bây giờ là 2-2 nào. Đội nào giành chiến thắng đây? Anh ơi, đội bóng tốt. Như vậy là kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Hoàng Lương giành chiến thắng 2-3-2-2. Hai đội phải thi đấu trận đấu thứ ba. Ố cách biệt một bàn thế à? Như vậy là hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1, tiếp tục thi đấu trận đấu thứ ba. Trận đấu thứ ba thì cả hai ban tổ chức áp dụng xét 15 cái biệt 2 bàn, nhưng đội nào đến người trước là đội giành chiến thắng. Yên Phong phía gần các bạn và Hoàng Lương phía sau mà này các bạn. Điểm số bây giờ là 1-0 nhưng về Hoàng Lương. Không được rồi. Điểm số bây giờ là 1-1. 1-1. Thực sự là trái bóng tròn không biết thế nào rồi. Bóng ngoài sân rồi. Bóng ngoài sân. Điểm 2-1 cho Hoàng Lương. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ Hoàng Lương rất tuyệt vời cho bóng vừa rồi. Hai cầu thủ cầu bóng tốt. 3-1 cho Hoàng Lương. 3-1 cho Lương Phong. Xin lỗi, điểm số bây giờ là 3-1 cho Lương Phong. Bóng trong sân. Điểm cho Hoàng Lương 2-3. Tuyển Hoàng Lương phát bóng. Bóng tốt. Điểm 4-2 cho Lương Phong. Bởi vì bước vào trận đấu này thì mình thấy là cho Lương Phong gần như chất lượng cầu thủ của các trận đấu gần như sàn sàn với nhau, nhưng đội nào có kinh nghiệm thi đấu hơn là đội đó giành chiến thắng.
Không được rồi, nó không có lỗi. Đổi điểm cho Hoàng Lương 3-4. 3-4 cho Hoàng Lương. Vẫn còn. Có lẽ là bên tuyển Hoàng Lương vừa có sự thay đổi người. Thế một công. 5-3. 5-3 cho bên tuyển Lương Phong phân bóng. Lương Phong. Ở ngoài sân rồi. Chúng ta xác định bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Hoàng của Lương Phong ra ngoài sân. Điểm cho Hoàng Lương 4-5. Năm đều. Tỷ số bây giờ là 5 đều. Bên tuyển Hoàng Lương phát bóng. Ngoài nhỏ thành công. Ngoài thu. Bây giờ phát bóng trò thành công của các cầu thủ Hoàng Lương. Điểm 6-5 cho Hoàng Lương. Tỷ số bây giờ là 6-5 bên tuyển Hoàng Lương. Chúng ta xác định bóng trong sân. Điểm số được cân bằng 6 đều. 6 đều. Và di chuyển rất tuyệt vời của cầu thủ số 9. Công được thủ được. 7-6 cho tỷ số bây giờ là 7-6 cho Hoàng Lương. Tốt. 7 đều. Tỷ số cân bằng 7 đều. Bên tuyển Lương Phong phát bóng. Sân và tiếp tục thi đấu trận đấu thứ 3. Hiện tại bây giờ là tuyển Hoàng Lương phía gần này các bạn và đội tuyển Lương Phong phía xa màn này các bạn. Tiếp tỷ số cân bằng 8 đều. Vừa được phạt tấn công bóng không qua lưới. Điểm cho Lương Phong 8 đều. Mình đã cũng quay mình đã đọc tỷ số rồi. Của các cầu thủ Hoàng Lương. Điểm cho Lương Phong 9-8. Đội bóng tốt. 10-8 cho Lương Phong. Bóng rất tốt của các cầu thủ Lương Phong. Điểm cho Lương Phong 11-8. Yeah.
vẫn còn. Cầm bóng tốt. 12-8 cho các cầu thủ Lương Phong. Công của Lương Phong rất mạnh trong trận đấu này. Cầu thủ số 5 và cầu thủ số 9, hai cầu thủ làm công rất tuyệt vời. Bên tuyển Lương Phong phát bóng, số 6 của Lương Phong phát bóng. Quả bóng tốt của Hoài Thu. Dồn điểm cho Hoàng Thanh. 9-12. Móc ra. Bóng vào sân. 10-12 cho Hoàng Vân. Số 6 của Hoàng Vân phạt bóng. Bóng tốt. Một pha tấn công rất hay của chủ công số 5 bên tuyển Lương Phong. Điểm cho Lương Phong. 13-10. Ngoài sân. 14-10. Bây giờ kết thúc trận đấu thứ 3 thì đội tuyển Lương Phong thắng đội tuyển Hoàng Lương với tỷ số là 15-10.